Hello, xin chào mình em đã quay trở lại với channel của Fan Game và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với trò chơi um, Chu Tiên 3D do Gamota phát hành tại Việt Nam. Và hôm nay thì Fan Game sẽ làm một cái chuỗi chủ đề những cả những điều mà các bạn có thể chưa biết ở trong uh, trò chơi Chu Tiên. Thì đầu tiên thì uh, để bắt đầu cái series này thì mình sẽ làm một cái uh, chủ đề mà rất là nhiều bạn có hỏi mình đó là gì nhỉ? Cách làm sao để kiếm được đồ chân tiên đồ đỏ ở trong uh, trò chơi Chu Tiên này. Đây, ví dụ như ở đây các bạn thấy là mình demo cho các bạn này. Đây là một món đồ mà mình đang có là đồ đỏ, nhưng mà hiện tại bên cạnh thì là đồ tản tiên là đồ màu cam. Thì những cái đồ màu cam và màu xanh thì các bạn có thể đi phụ bản có thể ra được. Ví dụ như là đi uh, đồ màu cam đồ tản tiên này các bạn thì có thể đi uh, phụ bản chấn ma động thì các bạn có thể nhận được đồ tản tiên nhưng mà riêng đồ chân tiên ấy thì đầu tiên là các bạn cần khi mà các bạn mới chơi ấy, thì các bạn cần phải nạp vip để có thể nhận được những món đồ chân tiên này thì làm sao để chúng ta có thể là có được cái món đồ chân tiên này thì ok đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách để kiếm được những cái món đồ chân tiên thì rất đơn giản thôi đó là chúng ta hãy đi phụ bản để kiếm được những cái mảnh chân tiên đây à, mảnh chân tiên đây rồi sau khi chúng ta có cái mảnh chân tiên thì các bạn có thể đọc là sử dụng 150 mảnh chân tiên và bùa hợp thành mua trong cửa hàng hệ thống tại lò bát quái hợp thành trang bị chân tiên level 15. Ok như vậy là mỗi một món đồ chân tiên thì chúng ta cần phải tổ mất là 150 mảnh chân tiên để có thể có được một một món đồ chân tiên mới chỉ level 15 thôi. Ok. Thì ở đây mình đang có là 382 mảnh. Ok thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào cửa hàng này và phần thưởng đổi sau đó các bạn vào phần tiên linh thì cái điểm tiên linh thì nhiều bạn hỏi mình kiếm đâu ra thì cái tiên linh này chúng ta ta có thể kiếm được thông qua đi qua cái phụ bản hoạt động là tu chân tiên ma lục đó thì chúng ta đánh 10 trận đánh với cả người chơi nhưng mà người chơi đấy là người chơi họ auto đó auto ra skill cho nên chúng ta có thể thắng một cách rất là dễ dàng rồi thì cái điểm tu chân tiên ma lục này chúng ta có thể đổi được pháp bảo này ngoài ra thì chúng ta có thể đổi được hình chế tạo phi thăng luôn đó. Hình chế tạo phi thăng 130 luôn. Để xem nào. Đấy. Thì đầu tiên chúng ta hãy cứ chế tạo 90 này, 120 này. Đấy. Thì các bạn hãy đổi ví dụ như là mình đổi một cái level hình chế tạo trang sức 90 này. Trang sức này đâu rồi cái hình chế tạo ở trong à, cái cái ấy đâu nhỉ trang sức không phải cái này à không thấy thì là mua ở phần bày bán thôi à, cửa hàng nhá không phải cái phần đấy thì là chỉ là trang sức thôi ơ ờ, tự nhiên là mình không biết là mua cái đấy đâu nhỉ chết toi hướng dẫn anh em Mày quên không biết mua ở đâu để mình nhớ lại chút nữa nhá hình như là phần thường đổi này mà không, cái này là hình chế tạo thôi không phải là cái để chế tạo tu chân tiên ma lục cái này là chế tạo trang trang sức trang sức sorry anh em còn cái kia mua ở đâu nhỉ, tự nhiên lại quên chỉ ở đây thôi mà ở à, đây, đây 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 rồi chúng ta vẫn phần uh, hệ thống sau vào phần uh, tạp hóa và chúng ta mua cái mảnh chế tạo này Đây các bạn thể thấy là tất cả sẽ có Của các môn phái Mỗi môn phái thì sẽ có một cái những cái mảnh khác nhau Và chúng ta chỉ mất có một kim tệ thôi một kim tệ để mua Ví dụ như đây mình mua một cái đai chân tiên chẳng hạn Đó Ví dụ mình mua của Quỷ Vương Tông Vì mình là môn phái Quỷ Vương Tông thì mình sẽ mua cái này Đó Khố của Quỷ Vương Tông nữa. Hoặc là mua Mình có mũ rồi đúng không Hay mua cái áo của Quỷ Vương Tông đi Chế cái áo của Quỷ Vương Tông Đây Ví dụ như là chế cái áo của Quỷ Vương Tông này chúng ta sẽ mua Đó, sau khi chúng ta mua xong thì chúng ta sẽ vào phần túi đồ Đây các bạn thấy chưa Chúng ta sẽ có bùa ghép này Đấy Sau đó thì chúng ta muốn để chế tạo được thì chúng ta sẽ vào phần uh, bắt quái Rồi, bỏ cái uh, mảnh chân tiên vào đây Và bỏ cái này vào Đặt vào À, nhầm, 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 so, sorry, sorry, đặt cái này vào rồi, rút cái này ra rồi sau khi chúng ta có hai cái này này thì chúng ta ghép vào thì sẽ chúng ta sẽ được một cái món đồ cấp 15 đó chúng ta sẽ được một món đồ chân tiên cấp 15 ở đây mình đang có hai món đồ chân tiên đó là một cái đao cấp 150 và một cái mũ cấp 100 thì mình đang cố gắng là nâng cấp cho cái mũ này lên đó như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn làm sao để cái cách có thể chế tạo được ra một món đồ chân tiên nhé rồi Chế tạo cách ra cái gì nhỉ Chế tạo ra cái món đồ chân tiên Rồi à, Sau khi chế tạo được cái món đồ chân tiên level 15 rồi Thì làm sao để có thể là tăng, tăng cấp được cái món đồ chân tiên đó Thì sau khi chúng ta có rồi chúng ta sẽ vào phần cường hóa này Chúng ta vào phần tăng cấp này Sau đó thì các bạn nhìn thấy ở đây không Ở đây nó sẽ yêu cầu là Cần phải có Ví dụ như là cấp 100 này nhá thì chúng ta cần phải 240 mảnh nữa chân tiên để có thể tiến hóa lên được cấp cao hơn. Ở đây thì mình sẽ tiến hóa lên cấp cao hơn cho các bạn xem. Đó, mình sẽ tiến hóa lên cấp xem nào. Lên được cái mũ level 130. Ok. Đó, như vậy là chúng ta đã có cái mũ level 130. Rồi, như vậy là mình đã có một cái mũ level 130. Thế còn khi mà đã mắc level 150 để mà để thăng thiên thì chúng ta cần làm cái gì? Đây, mình đã có một cái mũ chân tiên level 130, rất là ngon à, Tuy nhiên thì như mình có nói là mình đã có một cái đao level 150 Và làm sao để chuyển sang đồ đao này thành cái đồ phi thăng Thì chúng ta lại cần phải có một cái gọi là mảnh này Thì cái mảnh bùa này thì chúng ta cũng kiếm được ở trong phụ bản Ở đâu rồi Mình lại vừa ném vào Sorry anh em Đây Thì cái mảnh này chúng ta cũng kiếm ở trong phụ bản Chúng ta đi hoạt động ở trong phụ bản Chúng ta sẽ kiếm được cái mảnh phi thăng chân tiên Ở đây thì cần phải có là 90 cái Thì mình ở đây đang có là 73 73 cái đúng không Vậy thì mình sẽ đi mua à, cũng họ sẽ bán rất là nhiều ở trong cửa hàng chúng ta sẽ vào phần bày bán đó, nếu mà thiếu thì chúng ta sẽ mua cái đó thôi. Chế đồ à? à? Không phải không phải vậy Kỳ vật. À cái này. Và phần nào nhỉ? Nguyên liệu à? Đây rồi. À chúng ta lọc đi, lọc lấy mảnh à, phi thăng chân tiên xem có không. Đây. <laughs> 7.000 một cái. Mình đang có 73 cái. 73 cái là mình thiếu 27 đúng không? Đây, mình mua đúng 27 cái này luôn. Ui mất uh, những tận là 202.000 Ok mình sẽ cố gắng review và hướng dẫn cho các bạn thì mình sẽ mua thôi 27 cái cộng 7 đúng rồi 73 là được vừa tròn à đâu mình chỉ cần có 10 90 cái đúng không? thì như cả, chỉ cần có 10 cần 13 cái thôi 13 cái là đủ xem có giá rẻ rẻ dân nhất không đây là giá rẻ nhất rồi đây à 7.500 là giá rẻ nhất Ok ok như vậy thì mình sẽ mua thôi Lọc này Phi thăng chân tiên này Chúng ta mua 13 cái À mua 17 cái Mua 17 cái Đây anh này bán nhiều 17 đồng ý Đó. Mua Ok như vậy là chúng ta đã mua được 17 cái rồi Đây như vậy là mình đã đủ 90 cái Sau khi mà chúng ta đã đủ Mảnh Phi thăng chân tiên thì bắt đầu chúng ta sẽ tăng cấp cái đồ mà chân tiên level 100 để phi thăng. Đây các bạn thấy là mình đã đủ rồi đây. Sau khi đủ 90 trên 90 này thì chúng ta sẽ phi thăng cái đao này lên đây. Các bạn thấy là đem trang bị ma hồn long đao lên thành ma hồn phệ huyết level 80. Ok như vậy thì mình sẽ tăng. Như vậy là chúng ta đã có một cái đao chân tiên phi thăng. Đây thăng 80. À, các bạn thấy không? Mình đã có một cái đồ thăng 80 rồi Đó Ui Muốn có cái kia nữa thì chúng ta cần phải tiếp tục lên đến tận 150 cái nữa mới đủ cơ Ở đây thì mình cũng không có đủ Đó Thì kể cả như vậy thì món đồ này cũng đang là Ui, cao hơn cả đồ khóa cơ cao hơn cái đao này thì khủng phết nhỉ Các bạn lưu ý là khi tất cả những cái đồ mà chân tiên ấy Mà khi chúng ta phi thăng mà cường hóa thì nó sẽ không bị trừ đi Tất cả những đồ thăng như này này Thì chúng ta sẽ không bị trừ cấp Nhưng mà tuy nhiên nếu mà từ đồ tản tiên mà lên đồ chân tiên thì chúng ta vẫn bị trừ một cấp Ví dụ như này chúng ta trang bị nhá Đó nó sẽ chỉ cho nó gọi cộng 13 thôi đó. À, tôi chết rồi Ở đây Tí chết Tí nữa mất, tưởng mất Xem nào Kinh đấy Ok, như vậy là mình đã review cho các bạn xong cái Gọi là gì nhỉ? Chủ uh, series có thể bạn chưa biết ở trong Chu Tiên uh, Thì cái chủ đề này nó là mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm sao các bạn có thể kiếm được những cái món đồ chân tiên này à, rồi chân tiên là những cái món đồ đỏ mà là món đồ xịn nhất ở trong trò chơi này rồi à, làm sao để có thể phi thăng được cái đồ chân tiên đó ok à, nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like như subscribe kênh channel của fan game nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video lần sau bye bye